Kinh văn: Mệnh trung chi hậu tất vi ma dân, thất tránh biến chi, đọa vô gián ngục. Việc dịch sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm dân của ma, đánh mất tránh biến chi và đọa vào địa ngục vô gián. Giảng sau khi chấm dứt mạng sống, khi đã mãn phần bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong chín đời đến một trăm thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt phải đọa làm dân của ma. Người ấy không thể làm ma vương, nó chỉ có thể làm một ma dân soảng xĩnh, một công dân bình thường trong đám dân ma đánh mất tránh biến chi, nó bị mất tránh tri kiến, chỉ còn lại tà chi tà kiến, nó sẽ chấp hành theo việc ma vương sai xử và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm ma, mạng sống của ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Kinh văn Nhữ kim vị tu tiên thủ tịch diệt túng đắc vô học lưu nguyện nhập bỉ mạt pháp chi trung khởi đại từ bi cứu độ tránh tâm thâm tín chúng sanh linh bất trước ma đắc tránh chi kiến ngã kim độ nhữ dĩ xuất sanh tử nhữ tuân phật ngữ danh báo phật ân việt dịch A Nan, ông nay chưa nên vội vào niết bàn, dù ông đã đạt được quả vị vô học, hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến cho họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được tránh tri kiến. Nay Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử, nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật giảng a nan ông nay chưa nên vội vào niết bàn chưa nên nhập niết bàn sớm hãy thay như lai like ở lại cõi ta bà này mà giáo hóa chúng sanh mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia dù nay ông đã đạt được quả vị vô học Lúc ấy A Nan đã chứng được quả vị thứ nhì của hàng A La Hán, chưa chính thức đạt được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A Nan rất sáng sủa, thế nên ngài được xem như người đã đạt được quả vị ấy. Đức Phật dạy ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ bi. Khi thời kỳ chánh pháp đã qua, thời kỳ tượng pháp không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy hãy phát lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa. A nan, ông hãy phát tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân chánh ở trong thời mạt pháp khiến họ không mắc vào tà ma, hãy cứu độ chúng sanh khiến họ phát khởi niềm tin vào nơi ông, để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma vương, khiến họ không theo ma vương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại chúng sanh nữa.